Thưa quý vị, để mẹ khỏe và con trẻ ra đời khỏe mạnh luôn được các cặp vợ chồng quan tâm. Vì vậy, khi mang thai, các thai phụ thường đến trung tâm chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để sàng lọc chẩn đoán trước sinh, phát hiện các dị tật bẩm sinh nếu có, để các bác sĩ có phương pháp chữa trị kịp thời, tăng khả năng điều trị, cứu sống trẻ. Chị Trương Phong Lan, mang thai 36 tuần tuổi, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, đã kiểm tra định kỳ trong quá trình mang thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Với chị, mẹ khỏe, con khỏe là quan trọng, không lựa chọn giới tính khi sinh. Trong quá trình mang thai thì tôi và chồng cũng chỉ cần quan trọng là quá trình mang thai khỏe mạnh, con khỏe, mẹ khỏe, chứ cũng không cần quan trọng giới tính của con. Đặc biệt nhất là tôi đã được bác sĩ tư vấn trong 3 tháng đầu là quan trọng nhất là những cái thời kỳ để mình sàng lọc về dị tật cho con và sức khỏe cho mẹ và con. Theo như tôi cũng đã khám thì cả bạn trẻ bây giờ cũng không quan tâm nhiều đến giới tính. Các bạn ấy thường quan tâm đến sức khỏe của mẹ và con là nhiều. Những cái xét nghiệm sàng lọc gì để cho một đứa bé khỏe mạnh và một người mẹ khỏe mạnh, hoặc là làm sao có chế độ dinh dưỡng trong quá trình thai kỳ. Vì hiện tại thì chế độ dinh dưỡng của các bạn ấy cũng rất là đề cao vấn đề là không bị tiểu đường thai kỳ nhưng em bé vẫn khỏe mạnh mà mẹ không quá tăng cân. Các bạn cũng rất là lưu tâm đến những vấn đề đó. Còn tại trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của bệnh viện này, mỗi năm cũng đã tiếp nhận hơn 20.000 thai phụ đến khám tư vấn về sàng lọc trước sinh. Qua sàng lọc đã phát hiện khoảng 2.000 trường hợp thai mắc các dị tật bẩm sinh, để từ đó có chiến lược khám, quản lý cũng như phối hợp hồi sức sơ sinh cho từng ca bệnh, tăng khả năng điều trị và cứu sống trẻ. Hiện nay thì các cái xét nghiệm về sàng lọc trước sinh thì đã có thể phát hiện được rất nhiều những cái bệnh lý, không chỉ về vấn đề di truyền mà cả những cái bất thường liên quan đến hình thái, những cái bệnh lý dị tật ở thai nhi ở cái tuần thai rất là sớm. Và hiện nay thì rất nhiều các xét nghiệm sàng lọc trước sinh đã thực hiện ở tuổi thai bắt đầu từ 10 tuần và những cái bất thường hình thái đã có thể phát hiện rất sớm ở tuổi thai khoảng từ 11 tuần cho đến 13 tuần. Không phải ai cũng hiểu biết, quan tâm đến sức khỏe cho phụ nữ mang thai, cho nên nhiều trường hợp đến trung tâm sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh khi tuổi thai đã lớn lại mắc các bệnh lý dị tật nguy hiểm. Tùy vào các dị tật của thai nhi, khi trẻ sinh ra sẽ được các bác sĩ chuyên khoa cấp cứu và chữa trị kịp thời. Việc phát hiện sớm bệnh từ bào thai hoặc khi mới sinh sẽ giúp loại bỏ tới 95% dị tật bất thường để cho ra đời những đứa trẻ khỏe mạnh, hoặc hạn chế tối đa bệnh cho trẻ khi lớn lên.